thiếu content. Đó, thì mục đích em làm cái live này lên và em bóc phút chồng em thì thực ra là do em mới đăng một cái video bên cái trang Cô Gái Châu Phi. Mọi người giúp em là đi vào trong cái bài đó và comment nha. Video hay tuyệt vời, đồ ăn ngon quá, hay là ví dụ như là ôi thích quá, ôi thật tuyệt vời. Đấy, hôm qua là mọi người comment nha, như cái hôm qua ấy. Đó, như cái hôm qua ấy là được, tuyệt vời. Bây giờ hôm nay mọi người vào, mọi người thảo mai hơn như thế cho em. Đấy, mọi người vào, mọi người thảo mai hơn như thế cho em. Xong mọi người nhớ là phải cả thả tim lẫn chia sẻ, nhớ chưa ạ? Video hình như là đăng được bao nhiêu phút rồi em? Đăng được bao nhiêu phút rồi? Anh top dạo này rất là bóp em. Đó, thế nên là em phải lấy anh em, thậm chí là lấy chồng ra để câu view bóc phốt. Để làm gì? Để nó lên tương tác để kêu gọi anh chị em bạn bè vào cái video của em. Chồng tao mà cũng gì? Tương thông vào. Để lên tương tác, để anh chị em bạn bè vào comment thả tim để cho nó không bóp tương tác. Mọi người để em vào em xem là nó như nào rồi. Bao nhiêu like rồi em, bao nhiêu comment rồi em. Vào 16 phút có 500 thôi. Đấy. 16 phút mà có 500 thôi. Mọi người thấy không ạ? Bây giờ mọi người phải đi vào, mọi người comment cho em. Mỗi người thả một cái comment cho em. Nhanh lên, bóc phốt rồi, kể xấu rồi. Bây giờ vào nào, công nghiệp đi nào anh chị em, cô bác, bạn gì ơi. À, cảm ơn chị em Biển 2909. Đây, bây giờ mình sẽ vào mình đọc những cái comment nha. Úi dồi, cô bột ngô đầu tiên luôn, tuyệt vời. Ấy, xích cứ tuyệt vời. Ok, đồ ăn ngon quá. Cảm ơn em Biển 2909. Bạn Minh Ánh trả lời, cuối cùng chị cũng chăm ra video hơn rồi. Hình như bạn Minh Ánh này là không phải là ở trong livestream của mình đúng không ạ? Đúng không ạ? Các bác nhớ nhá, tim, comment. Đọc tiếp này. Vắt chanh nấu bò mau mềm đấy ạ. À, ồ, chưa thấy có comment công nghiệp nha. Chưa hề nha. Không thấy. Chưa thấy cái comment công nghiệp nào. Chứng tỏ là không ai comment. Đây, mấy cái bình luận này là mấy bình luận tự phát được nhá. Chưa thấy cái công nghiệp vào nha. Các bạn ơi, các bạn vào, các bạn comment công nghiệp cho em xin một nha. Xin một comment công nghiệp nào. Phan Thanh Đỗ Lôi đang làm thủ tục nhập tịch rồi. Trời ơi, tu ti dạo này bị khóa bánh xe rồi hay sao? Ít xuống. Úi dồi, chồng à. Chồng vào, chồng chào các bạn nha bọn. Chồng chào các bạn. Vợ chưa làm gì luôn á. Không sập đâu, yên tâm 10%. Dạo này vợ mình like được nhiều người, là người xem biết nhỉ. Chuyện. Vợ có content. Hello mọi người nhá. Hello mọi người, đây là chồng em, rất là đẹp trai. Đó, chồng kêu vợ đi, vợ vừa mới đăng một cái video TikTok á. Chồng kêu gọi mọi người đi. Anh Tiến. Không nhớ rồi các bạn. Không nhớ à? Thấy chưa? Dỗi rồi, leo bị dỗi. Chồng kêu gọi mọi người vào xem video mới của vợ. Nếu anh bị nhốt hãy ra tín hiệu SOS. Ra kiểu gì nhỉ? Ô, sao lại thế? Nhưng mà chồng bị nhốt đâu. Chồng gây tiếng ạ, oan chồng vợ à? Này. À, hôm qua chồng mơ nệ. Mơ gì? Qua mơ đi chơi vợ chồng mình này. Có lẽ của Hoàng. Đi chơi trò chơi ấy. Ừ. Chơi trò chơi kiểu như bắn nhau ấy. À. Xong sau thế nào rõ ràng đạn là đạn giả mà thế nào lại chết thật. Không, lẽ lại bắn này, Hoàng này ngoẹo. Mơ thế thì cũng được. Không làm nào được nữa, lại chạy ra. Là cứ ôm chồng với vợ ấy. Khóc à? Một giấc mơ thật là. Thôi cũng được, không sao, miễn là không bắn vợ và bắn chồng. Thế cũng được. Một giấc mơ thật là xàm xí. Bắn kiểu đạn sơn ấy, thế nào mà ngoẹo thật. Thế là lẽ
chị đã khóc à? Khóc được một tí thôi. Về lại đi ăn mừng. À lại đi ăn mừng. Ăn mừng hoàng mẹo à? Giấc mơ thật là logic. Cười sáng. Đã. Thật nhiều khi kiểu mơ nó sàm sàm với các bạn. Thế xong đi ăn món gì? Không biết, chỉ nhớ là về lấy ở trong cốp xe ra là sinh tố lũ mạch trong uống ấy. À Hoàng sinh năm bao nhiêu nhỉ? Ui giời, tao chuẩn bị ra đè nơi rồi. Thế á? Như thử xem trúng không? 24 rồi. Thử xem có trúng không? Biết đâu trúng á? Hoàng 96. Hoàng 96 à? Để xem lô đè có trúng không nha mọi người nha. Dò xem nào. Như nào vẫn chưa bao giờ dò. Nam tiến nữ núi. À, thế chồng đoán là con bao nhiêu? 97. 97 à? Đây. Đây. Cái gì? Ấn ghi như nào? Ghi như nào để tìm được? Số à? Đây em hỏi các bạn, phát các bạn tự ra luôn mà. Các bạn cần gì mình về? Các bạn này, các bạn vào dò không? Các bạn bây giờ bận mình phải vào dò hộ các bạn. Số à? Hả? Như nào? Số miền Bắc à? Ghi như nào để dò được? Lại 97. À, số miền Bắc à? Đến giờ rồi, mà chưa ra kết quả đề thôi. À thì à, chưa ra là chưa biết nha. Đây mình vào mình sẽ mấy xem. Mấy phút nữa mới có. À mấy phút nữa mới có á? 5 phút nữa nha chị Hiếu Master. À đang quay xem có 97. Chồng chọn số bao nhiêu nào? 97 đây này. 97 đi. Không có con 97 nào rồi. Bây giờ đợi nha, đợi đang đề nha mọi người nha. Đề nha. 97 là năm nay bao tuổi nha mọi người? 27 à? 27. Đây mọi người nha, đang quay nha. 89. Thế sao năm sao không lùi đi? Sao không lùi đi? À thì ngày xưa các cụ bảo thế thì biết thế chứ ai biết gì đâu. Nam tiến tức là 96 thành 97. Đúng không? Đúng không? Hả? Mơ lẹ bắn Hoàng mà Hoàng mèo thì là bao nhiêu hả mọi người? Mọi người luận đi nào. Vẫn chưa ra nha, vẫn chưa ra kết quả nha mọi người. 97 à? Hình như anh Hoàng 95. Đâu, Hoàng 96. Hoàng 96 á? Hoàng kém chồng 1 tuổi rồi. Thế thì là 97 nha mọi người. Đợi mấy phút nữa sẽ xem có đúng không nha. Ông Tiến ông hay mơ lắm. Luận lắm. 96, 161 thì về bờ. Hoàng 96, ok, thế thì chốt 97 mọi người nha. 97 là năm nay bao tuổi nhỉ các bạn nhỉ? 97, 27, 26. À, thế con đảo nữa. 97 với 79, đấy, hai con nha. Đúng không? Mình sẽ đánh 97 và 79. Một giấc mơ ra khơi cho anh em đam mê. Tầm này chỉ gọi là xem vui, làm sao mà không đánh được nữa, đúng không? Giờ này thì không đánh được nữa. Tiến, đúng rồi mọi người ạ. Đấy, một giấc mơ rất là xàm xí đú. Nhưng chúng ta đang ngồi để chúng ta luận. Chồng kêu vợ mọi người qua xem video cho vợ đi. Đừng có mà luận này, tí các bạn mới xem nhé. Đừng có mà luận đề mọi người ơi. Mọi người vào đấy được có 24 cái comment mọi người ạ. Mọi người vào, mọi người comment đi. Mọi người vào để mọi người gọi là cái gì nhỉ? Mọi người công nghiệp. Sắp chết kênh đến nơi rồi. Sắp chết kênh đến nơi rồi. Mọi người công nghiệp giúp em với. Kênh sắp chết rồi, dạo này em đang chăm chỉ ra video. Ngày nào cũng có luôn mọi người ạ. Đấy, ngày nào cũng có mọi người nha. Huy ơi, lên lấy cho chị cái cây mà ngang ngang đó. Để chị kẹp vào. Cái nhà đó. Anh chị không cho mà có nhiều ông đam mê. Mọi người ơi, vào nha, vào công nghiệp của em đi. Em chưa thấy cái video công nghiệp nào cả. Buồn quá, được có 6.000 người xem đây này. Tại sao vậy? Ấy có 8.000 mà 24 phút rồi. Mặc dù là đã có 69 người vào công nghiệp giúp em rồi. Nhưng mà cũng không thấy có ai lắm. Vắt chanh nấu bò mau mềm đấy ạ. Thế à? Không nào, vợ phải ngâm với cả sinh tố lũ mạch nó còn mềm hơn. Video chỉn chu, món ăn hấp dẫn thật là tuyệt vời. Bạn thế à? Vợ bảo các bạn vào comment đấy. CMT động viên nhé. Đó, ôi video tuyệt vời quá. Món ăn hấp dẫn ngon quá. Thấy chưa? Công nghiệp nha, trời ơi, 60 mấy cái video nhưng mà không có ai xem, buồn thế nhở, buồn quá các bạn ạ. À.